Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ Happyca. Với dòng sản phẩm Toyota Vios năm 2023 thì các quý anh chị chúng ta đã biết được trang bị nâng cấp rất là nhiều các tính năng. Ví dụ như màn hình tăng lên 9 inch này, thay vì màn hình 7 inch có kết nối Android to Apple CarPlay này. Chúng ta có một cái diện mạo mới và một trong những cái tính năng mà rất là quan tâm ở trong tất cả phân khúc hạng B chưa có, đó chính là hai tính năng trong gói an toàn Toyota Safety Sense, đó là cảnh báo lệch làn đường và cảnh báo tiền va chạm. Vậy thì hai tính năng này hỗ trợ như thế nào và đắt giá ra sao? Đây là hai tính năng chủ đạo ở trên chiếc xe Toyota Vios. Thì trong clip ngày hôm nay thì Quyết sẽ chia sẻ dành cho các quý anh chị cách sử dụng tính năng này cho hiệu quả nhất và cũng như mang lại tác dụng gì và cách sử dụng nó hiệu quả như thế nào. Thì trước khi clip bắt đầu thì cả nhà đừng quên rằng ấn giúp Quyết nút đăng ký kênh của đội ngũ Happyca và nút chuông bên cạnh mọi người nhé. Đầu tiên thì chúng ta cần phải nói tới là cái cách thức hoạt động của chiếc xe Toyota Vios ở trong cái gói an toàn Toyota Safety Sense thì sử dụng bằng cái nào? Thì xe sẽ sử dụng bằng camera ở phía trước, không phải camera 360 mọi người nhá. Đây, camera ngay trên kính đây. Và đằng sau logo này, nếu chẳng may chúng ta bị mất ở phía đằng sau này thì sẽ rất đắt tiền. Đây là hệ thống radar ở phía sau logo này mọi người nhá. Thế thì xe sẽ sử dụng bằng cả radar để quét hai bên làn đường trong gói an toàn Toyota Safety Sense, cũng như là sử dụng bằng camera để phát hiện ra xe phía đằng trước. Thế thì chúng ta sẽ vào bên trong nói về gói cảnh báo tiền va chạm trước. Thì gói cảnh báo tiền va chạm ấy, khi trong quá trình mà mọi người chúng ta đi xe có gặp xe phía đằng trước thì ngay lập tức thì chúng ta sẽ phát ra tiếng kêu ở bên trong xe để phát hiện cho mọi người chúng ta phải phanh. Trong trường hợp mọi người không phanh thì xe sẽ tự động phanh dành cho mọi người luôn. Xe sẽ phát hiện bằng camera ở phía trước đây. Thì đối với thị trường Toyota thị trường ở Việt Nam ấy, thì xe sẽ phát hiện bằng ô tô thôi mọi người nhá. Và cái hoạt động ở giải tốc độ là bao nhiêu? 10 đến 180 km/h. Thế là mọi người yên tâm là xe sẽ gần như là hoạt động ở trên mọi giải tốc độ. Đây cũng chính là một trong những cái tính năng mà Quyết cảm thấy rất là hay. Và sẽ có một clip Quyết sẽ làm minh họa dành cho tất cả anh chị. Có clip về Cross rồi. Thế nhưng mà Vios thì Quyết chưa làm về cái cảnh báo tiền va chạm mà thực tế khi mà có va chạm ở trên xe. Phía ở ngoài đường thì Quyết sẽ làm clip đó. Và để hướng dẫn cho mọi người cách tắt và bật cái chế độ PCS cảnh báo tiền va chạm thì đây, ở ngay ở phía đầu gối của người lái thì chúng ta sẽ có cái phần cảm biến này lên nhá. Quyết sẽ bật phần màn hình lên này. Chúng ta sẽ giữ 3 giây thì hệ thống này sẽ bị off đi. Đó. Rồi. Đây là tính năng nhá, mọi người có thể nhìn thấy ngay. Đây là nút off này thì là xe sẽ không còn cái tính năng đó. Thì trong cái quá trình mà các quý anh chị chúng ta tắt máy đi, mọi người mở lại thì cái tính năng này sẽ làm sao ạ? Vẫn được kích hoạt lại. Đó. Thiên nhiên là kể cả cho mọi người tắt rồi, mọi người đạp phanh, nổ máy xe lên thì xe lại kích hoạt lại chế độ này như ban đầu. Vậy thì chế độ thứ hai đó chính là về cảnh báo lệch làn đường. Thì khi mọi người chúng ta đi ở trên đường thì chúng ta sẽ gặp những cái xe phía đằng trước, chúng ta sẽ gặp những cái phần làn, thì hệ thống radar sẽ quét ở phía hai bên. Thì nếu trong trường hợp mà mọi người cái bánh xe mọi người đè vào phần vạch thì vô lăng sẽ rung nhẹ và cũng như là cảnh báo bằng tiếng kêu cho mọi người để mọi người có thể là đánh lái nhẹ sang phía bên tay phải trong trường hợp mà chúng ta đè sang làn phía bên trái, đúng không ạ? Thì vô lăng cũng sẽ rung và cũng đánh nhẹ luôn, hỗ trợ cho mọi người. Thế thì ở trong phần này, ở trên phần màn hình đa thông tin 4,2 inch này, chúng ta cũng sẽ có ví dụ như đây. Chúng ta sẽ vào phần LDA đây mọi người nha. Chúng ta ấn giữ trên phần OK trên này. Rồi, khi mà chúng ta vào trong đây thì chúng ta có sensitive này, nghĩa là độ nhạy đó. Thì ở độ nhạy đây chúng ta có thể độ nhạy càng lớn thì sẽ rung vô lăng và cũng như báo tốt hơn. Đây ở trên đây cũng như vậy. Đây là rung vô lăng. Đó, cũng có sẽ ở trên đây luôn cho dành cho các quý anh chị. Tuy nhiên thì ở phần đầu gối này chúng ta cũng sẽ có cái nút ấn. Thì khi mà mọi người ấn một lần thì tính năng này sẽ tắt đi. Đây mọi người có thể nhìn thấy ngay ở trên đây. Trên đây, Quyết ấn một lần nhé. Thì đây, hệ thống này sẽ được kích hoạt rồi. Và hệ thống này sẽ hoạt động ở trên 50 km, nghĩa là unavailable below 50 km đó. Thì nghĩa là ở dưới 50 km thì hệ thống này sẽ không hoạt động. Vì vậy là mọi người lưu ý nhé. Thì khi mà chúng ta ấn kích hoạt tính năng lên thì chúng ta phải có tốc độ tối thiểu là trên 50 km. Đây là hai trong cái tính năng và trong gói an toàn Toyota Safety Sense mà Quyết cảm thấy rất là hài lòng. Ngoài ra thì chúng ta có Cruise Control. Rất tiếc một chút là chúng ta sẽ không có kiểm soát hành trình chủ động, nghĩa là bám được theo xe phía đằng trước, chúng ta chỉ có thể giữ được tốc độ thôi. Ví dụ cài đặt 80 km thì xe sẽ hoạt động ở 80 km, nhưng mà gặp xe phía đằng trước thì xe vẫn đi là 80. Còn đối với một số các tính năng
xịn hơn ở trong cái gói an toàn Toyota Safety Sense, ví dụ như Toyota Cross chẳng hạn, thì có thể bám theo xe phía trước và cũng như là bật tắt đèn pha chủ động. Thì hy vọng rằng là trong những cái phiên bản sắp tới thì chúng ta cũng sẽ có được nâng cấp tốt hơn. Nhưng mà dù sao, ở trong phân khúc hạng B sedan thì rõ ràng Vios đang là một trong những dòng sản phẩm mà được trang bị nhiều tính năng an toàn nhất. Không chỉ là gói an toàn Toyota Safety Sense, chúng ta có đến 7 túi khí, chúng ta có cả lẫy chuyển số trên vô lăng. Ngoài ra còn gì ạ? Đèn bi LED này, 2 cảm biến góc phía đằng trước, 4 cảm biến phía đằng sau, 6 cảm biến, gần như là full rồi. Ở trong phân khúc gần như rất ít chiếc xe nào chúng ta có. Ví dụ như Hyundai Accent thì chúng ta chỉ có đóng đèn bi halogen thôi, cũng không có phần cảm biến trước, đúng không ạ? Đó, Austin thì màn hình thì cũng không thể to bằng đối với chiếc xe Vios. Tất nhiên giá bán của Accent sẽ rẻ hơn. Quyết cũng đã làm một số các video để xem phân tích rằng là ở thời điểm hiện tại mọi người nên lấy Vios hay Accent, thì mọi người có thể xem ở trong kênh mọi người nha. Hy vọng rằng những cái chia sẻ ngày hôm nay của Quyết sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích dành cho tất cả các quý anh chị. Hiện tại thì đại lý đang có chương trình giảm 50% thuế trước bạ dành cho chiếc xe Toyota Vios. Ví dụ như là chiếc xe Vios năm 2023, mọi người đang được giảm 50% hỗ trợ của nhà máy cũng như của đại lý. Và hy vọng rằng tháng tiếp theo thì chúng ta còn được hỗ trợ thêm của nhà nước nữa. Mọi thắc mắc thì mọi người vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới góc trang màn hình để đội ngũ có thể chia sẻ và giải đáp dành cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đừng quên rằng ấn giúp Quyết đăng ký kênh của đội ngũ Happy Car và nút chuông bên cạnh. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bạn đang muốn định giá xe cũ của mình hoặc mua bán xe đã qua sử dụng, Happy Car sẽ hỗ trợ dành cho tất cả mọi người. Định giá xe cũ uy tín nhất, chất lượng nhất. Happy Car chuyên định giá và mua bán xe đã qua sử dụng. Gọi điện vào hotline ngay mọi người nha. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Gọi điện vào hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota.